Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đất Đỏ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động được nhân dân hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đây là nhận định được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện 64 mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo gần 180 triệu đồng, phối hợp xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tặng hàng trăm suất quà học bổng cho trẻ em nghèo với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2023, ngoài triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ tiếp tục đẩy mạnh vận động quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội,